9 Nguyễn Khắc Bằng có pha đẩy người. Các cầu thủ BAF Galaxy được hưởng quả ném phạt. Xin lỗi các bạn, bóng xuống. Bóng đến tay của Mai Anh Quân. Có 2 điểm không? 2 điểm tính cho Mai Anh Quân. Tỷ số hiện tại là 2 đều. Giữ khắc Tiệp. Một pha thi đấu khá chủ quan của Giữ khắc Tiệp. Sau đó ngay lập tức là một pha phản công thành công của các cầu thủ BAF Galaxy. Số lượng lên 4-2 sau một pha mất bóng khá bất cẩn của các khắc Tiệp. Ngay lập tức thì anh Tuấn đã có một pha gỡ hòa cho Phan Phong. Hai điểm tiếp theo dành cho Phan Phong. Hai điểm vừa rồi được ghi bởi Dương Khắc Tiệp. Không có một pha anh đoan cho Dương Khắc Tiệp. Mai Quân. Một pha ném bóng tựa bảng không thành công. Nguyễn Khắc Bằng chuyền bóng dài cho anh Tuấn. Lại là Dư Khắc Tiệp. Đến thời điểm hiện tại của giải đấu thì câu lạc bộ Phan Phong đã có 3 chiến thắng. Họ chỉ thất bại ở trận đấu ra quân trước câu lạc bộ ABC. Sau khi có một thất bại khá đậm thì các cầu thủ Phan Phong ngay lập tức đã sốc lại tinh thần và đã giành 3 chiến thắng liên tiếp sau đó. Ở ngày ra quân thì họ thất bại 60-100 trước câu lạc bộ ABC. 2 điểm tiếp theo để cho Phan Phong. Tỷ số hiện tại là 8-4. Ok. Pha ghi điểm không thành công của Cua. Tiếp tục là số 11 anh Tuấn. Khắc Bằng. Pha ném bóng không thành công. Bóng đến tay của Mai Anh Quân. Trọng tài xác định cầu thủ số 9 đen Khắc Bằng có một pha đánh tay. Bóng chuyển quyền kiểm soát dành cho các cầu thủ BAF Galaxy. Bây giờ là một pha ném bóng 3 điểm xuất sắc của các cầu thủ BAF Galaxy. Đến thời điểm hiện tại thì trận đấu đang diễn ra ở phút thi đấu thứ 5. Tỷ số đang là 8-9 nghiêng về các cầu thủ BAF Galaxy. Vừa rồi lại là Dương Khắc Tiệp với một pha lên rổ xuất sắc. Thời tiết ở trong nhà thi đấu lúc này rất lý tưởng. Thời tiết không lạnh quá, không nóng quá, nhiệt độ là 25 độ C. Độ ẩm trong nhà thi đấu lúc này là 60%. Tiếp tục là các cầu thủ Phan Phong với một pha ném bóng tầm gần của anh Tuấn. Mai Anh Quân
Có vẻ Mai Anh Quân vẫn đang rất mệt mỏi. Rồi đã hết 24 giây. Bóng được đổi quyền kiểm soát dành cho các cầu thủ Phan Phong. Người dẫn bóng là Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát là một trong những gương mặt được bình chọn là một trong những não tướng xuất sắc nhất. Hôm nay là vòng đấu thứ 5, vòng đấu áp chót của giải bóng rổ lão tướng Hà Nội QTT Sport Pro năm 2020. Và ngày mai thì chúng ta sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng và sau đó là lễ bế mạc cũng như trao giải dành cho các câu lạc bộ. Từ giờ đến ngày mai thì thời lượng để bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng rổ lão tướng Hà Nội vẫn còn. Các bạn hãy cùng theo dõi fanpage của TT Sport Pro để có thể bình chọn ra được lão tướng xuất sắc nhất. Tiếp tục là số 15 cua. Một pha steal không thành công của anh Tuấn. Tại trận đấu đang có 3 người đang theo dõi fanpage. Mong các bạn hãy cùng chia sẻ để có thể nhiều người hơn có thể theo dõi các trận đấu của giải bóng rổ lão tướng Hà Nội Cup TT Sport Pro năm 2020. Nguyễn Khắc Bằng. Nguyễn Khắc Bằng có một pha liệu cơm gấp mắm không thành công. Tiếp tục là Mai Anh Quân. Trọng tài xác định số 11 đen có một pha đánh tay. Mai Anh Quân được hưởng 2 quả đánh phạt. Đồng hành với giải bóng rổ lão tướng Hà Nội Cup TT Sport Pro năm 2020 có hai nhãn hàng là Luxew và Infinity. Pha đánh phạt thứ hai thành công. Tiếp tục là Huỳnh Tấn Phát. Pha ném bóng hơi nhẹ. Dương Khắc Tiệp. Liệu có một pha ném 3 điểm không? Bóng thiếu may mắn, Dương Khắc Tiệp chưa có được pha ném bóng 3 điểm. Theo sự quan sát của chúng tôi thì BFM Galaxy vừa có sự thay đổi người. Người ra sân là Mai Anh Quân, vào sân là một vận động viên chuyên nghiệp Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan là một vận động viên từng thi đấu cho câu lạc bộ bóng rổ Phòng không Không quân, câu lạc bộ bóng rổ biên chế của quân đội. Tiếp tục là anh Tuấn. Phản công. Từ đầu trận đấu đến giờ thì nhịp độ diễn ra không được cao. Và theo dự đoán của tôi thì trận đấu sẽ diễn ra với một tốc độ cao hơn ở các hiệp thi đấu sau. Tiếp tục là 2 điểm dành cho các cầu thủ BFM Galaxy. Dương Khắc Tiệp chuyền bóng tốt cho anh Tuấn. Ngay tức thì anh Tuấn đã tận dụng thành công một đường chuyền khá tốt của Dương Khắc Tiệp. Pha steal tốt của anh Tuấn. Pha dí dỏ không thành công. Tiếp tục là Dương Khắc Tiệp. Hai tình huống liên tiếp của các cầu thủ BFM Galaxy đánh dưới rổ không thành công. Bóng chuyền sửa lưng của Khắc Bằng. Ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Phan Phóc chưa thấy có sự xuất hiện của vận động viên Nguyễn Đức Anh. Một vận động viên có thể lực tốt và thi đấu từ đầu giải đến giờ rất nhiều phút dành cho các cầu thủ Phan Phóc. Chuyền thành công rồi. Cầu thủ số 86 Tuấn Anh vừa có một pha đi bao chuyền bóng cho anh Tuấn. Tiếp tục là Khắc Bằng.
khớp bóng không ném trước mặt Hoàng Văn Hoan được. Trọng tài xác định chưa có lỗi. Vâng, một pha lỗi khá đáng tiếc, theo tôi là không cần thiết, của cầu thủ số 14 bên phía Bayern Galaxy. Thủ Nguyễn Anh Tuấn được hưởng hai quả ném phạt. Quả ném phạt đầu tiên thành công rồi. Sau pha ném phạt đầu tiên thành công thì tỷ số được cân bằng 13 đều. Bóng lên cho cầu thủ Phan Phóc. Nguyễn Tuấn Anh không thành công rồi. Bóng trở lại với tay của Nguyễn Tiến Thành. Số 15 Ngọc Trọc được có một pha lên rổ không thành công. Tiếp tục là Tiến Thành. Xin lỗi các bạn, cầu thủ số 85 bên phía Bayern Galaxy. Đến thời điểm hiện tại thì trên sân đấu của chúng ta đã thấy xuất hiện cầu thủ Nguyễn Đức Anh. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số đang là 13 đều. Cơ hội nghiêng đều về cho hai đội. Một hiệp đấu diễn ra với tốc độ không nhanh. Các cầu thủ có lẽ chưa bắt nhịp được sau một tuần nghỉ ngơi để trở lại giải đấu của chúng ta. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ AVC và CVC. Ở lượt đi thì trận đấu giữa AVC và CBC đã diễn ra rất gay cấn, gần như là hấp dẫn nhất giải đấu của chúng ta từ đầu đến giờ. Chiến thắng đã chỉ nghiêng về đến phút cuối, nghiêng về một điểm với AVC. Sau trận đấu đó thì bất ngờ các cầu thủ của CBC đã thi đấu có vẻ như là xuống sức. Ngoài sự xuất sắc của Quang Sao và Hải Tàu thì các cầu thủ còn lại thi đấu dưới phong độ của mình, dẫn đến liên tiếp là các thất bại của họ. Chúng ta cùng trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 5 giải bóng rổ Lão Tướng Hà Nội Cúp TT Sport Pro năm 2020. Trận đấu được điều khiển bởi trọng tài chính Thái Việt Hưng. Bên phía Phan Phóc, cầu thủ Nguyễn Đức Anh đã vào sân. Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Vạn Xuân, cầu thủ số 86 Nguyễn Anh Tuấn và cầu thủ Khắc Bằng đã được cho ra sân. Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh là một cầu thủ có thể lực rất khỏe. Anh sinh năm 1986 và là biên chế của một trong hai cầu thủ trẻ của mỗi câu lạc bộ. Chưa có ba ném ba điểm thành công cho Đức Anh cùng. Người đang có bóng là Tùng Duồi. Ngọc Trọc bắt bóng không tốt, bóng lên tay của Sushi. Sau khi Tiến Hùng cũng như là Kim Thành không có mặt trên sân, cả Pikachu nữa, thì gần như là đội hình của Bayern Galaxy thi đấu không có trung phong. Và ném bóng 3 điểm có quỹ đạo rất tốt của Nguyễn Đức Anh nhưng bóng chưa đi vào rồi. Đến thời điểm hiện tại của hiệp đấu thứ 2 đã trôi qua được 2 phút thì chưa có đội bóng nào ghi điểm. Tiếp tục là Mai Quân. Bóng từ tay Sushi đi hết đường biên ngang. Bóng lên cho Phan Phóc.
Phan Phong hiện tại là đội bóng có cơ hội giành chức vô địch cao nhất sau 3 chiến thắng và 1 trận thua. Phan Phong và Ba F là hai câu lạc bộ đã hứng chịu 2 thất bại ở vòng đầu ra quân. Nhưng ngay sau đó thì họ đã sốc lại tinh thần và có những trận đấu khá tốt. Hoàng Văn Hoàn hôm nay chưa có pha ném 3 điểm nào hết. Huỳnh Tấn Phát. Pha ném bóng 3 điểm, bóng đi airball của Huỳnh Tấn Phát. Bóng trở lại với Hoàng Văn Hoàn. Còn ném 3 điểm không? Pha ném bóng 3 điểm khá tốt của Hoàng Văn Hoàn nhưng bóng vẫn chưa đi vào rổ. Tiếp theo là một pha bắt bài của Hoàng Văn Hoàn nhưng Đức Anh quá khỏe. Sau đó là một pha ghi điểm rất thuần thục của Dư Khắc Tiệp. Tỷ số được gỡ đều 15. Sushi. Tiếp tục là Tùng Duồi, Mai Anh Quân. Tùng Duồi là một trong những vận động viên có khả năng ném phạt thuần thục nhất trên sân. Có lẽ một phần là do anh là giảng viên khoa giáo dục thể chất của Đại học Luật Hà Nội. Hàng ngày anh đều phải dạy cho sinh viên của mình những kỹ năng cơ bản của bóng rổ như là lên rổ cũng như ném phạt, nên anh thực hiện rất thuần thục. Có ai được tính cho Đức Anh không? Xin lỗi các bạn, trọng tài xác định số 10 đen Nguyễn Đức Anh bên phía Phan Phóc phạm lỗi tấn công. Mai Anh Quân vừa có một pha ném 3 điểm xuất sắc. Tiếp tục là Nguyễn Đức Anh, Dư Khắc Tiệp. Dư Khắc Tiệp cũng là một vận động viên chuyên nghiệp từng thi đấu cho đội bóng rổ phòng không không quân. Vạn Xuân, Vạn Xuân chuyển bóng cho Đức Anh. Không có 2 điểm tính cho Đức Anh. Số 28 Sushi vừa có pha phạm lỗi, 2 quả ném phạt dành cho Nguyễn Đức Anh. Trọng tài Thái Việt Hưng là một trong những trọng tài bắt rất sát và rất nhạy còi. Cách đây vài năm khi tôi còn là sinh viên thì những trận đấu của tôi thường xuyên bị Thái Việt Hưng cho fly out. Tỷ số rút ngắn xuống còn 16-18 cho các cầu thủ Phan Phong. Đến thời điểm hiện tại thì fanpage đang được theo dõi bởi 11 bạn đang xem. Chúng tôi mong rằng các bạn hãy cùng chia sẻ livestream này để có thể nhiều người có thể theo dõi được trận đấu giữa câu lạc bộ Phan Phong và Bayer Galaxy thuộc khuôn khổ giải đấu câu lạc bộ bóng rổ Lão Tướng Hà Nội. Một pha xoay người tốt của Nguyễn Anh Tuấn. Trọng tài xác định số 15 Nguyễn Xuân Ngọc, Ngọc Trọc đã có pha phạm lỗi. Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 2 quả ném phạt. Pha ném phạt đầu tiên tốt, tỷ số chỉ còn là 17-18. Tiếp tục có pha ghi điểm không? Không có một pha ghi điểm tiếp theo. Sau đó một pha đi bào tốt của Nguyễn Đức Anh, tỷ số nâng lên 19-18, các cầu thủ Phan Phong đã vượt lên dẫn trước. Pha end one cho Mai Anh Quân. Trọng tài xác định là số 10 Nguyễn Đức Anh có một pha cản người. Mai Anh Quân sau 2 điểm tính được thực hiện một pha ném phạt.
Pha ném phạt tốt của Mai Anh Quân. Hai đội đang thi đấu chậm, ăn miếng trả miếng, nhưng vẫn chưa có đội nào bứt tốc độ lên. Huỳnh Tấn Phát và block tốt của Mai Anh Quân. Huỳnh Tấn Phát cũng là một giảng viên khoa giáo dục thể chất của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiếp tục là Huỳnh Tấn Phát giữ các tiếp. Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan dẫn bóng rất chắc, rất có thể rất khó có thể cướp được bóng của anh ở phần sân nhà. Nhưng pha cố tình steal hay là cướp bóng của Hoàng Văn Hoan sân nhà rất dễ phạm lỗi. Tiếp tục là một pha xoay sở rất tốt của Nguyễn Đức Anh. Tỷ số được cân bằng 21 đều. Nguyễn Đức Anh đã một mình xoay sở trong vòng vây của ba cầu thủ BAC Galaxy. Tìm ra một khe hở để có thể lên rổ tốt. Tiếp tục là Mai Anh Quân. Bóng đi em bôn rồi. Tùng Duồi. Tùng Duồi là một cầu thủ thi đấu rất nhanh. Sau đó tiếp tục là một pha ghi điểm tốt của Mai Anh Quân. Bạn Xuân dư khắc tiệp có một pha ném bóng rất dễ dàng và tự tin. Ngay tức thì ở trên fanpage của chúng tôi nhận được lời chúc của một bạn có tên là Quang Cộm Cán gửi tới anh Tiệp: quá tuyệt vời. Dư khắc tiệp là một vận động viên không tuổi, trận đấu nào của anh cũng được rất nhiều lời chúc từ các cổ động viên cũng như là fan hâm mộ của riêng anh Tiệp. Tiếp tục lại là Nguyễn Đức Anh. Có pha đột ghi điểm không? Huỳnh Tấn Phát. Phan Xuân. Pha ném bóng 3 điểm khá tốt của Vạn Xuân nhưng bóng chưa đi vào rổ. Tiếp tục là pha phản công của Tùng Duồi, chuyền bóng cho Sushi. Hai pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Sushi và Tùng Duồi. Tiếp tục là giữ các tiếp. Không thể bỏ lỡ đối với một vận động viên chuyên nghiệp. Dư khắc tiệp đã có một pha dí rổ cận thành khá là thuần thục. Hai điểm nghiễm nhiên sẽ đến với Phan Phóc. Sushi. Sushi đổi tay và dí rổ không thành công. Tiếp tục là Nguyễn Đức Anh. Tôi nghĩ pha này Nguyễn Đức Anh sẽ đột. Không phải, chuyền bóng cho Vạn Xuân. Anh Tuấn. Trọng tài xác định số 8 Hoàng Văn Hoan có một pha đánh tay. Nguyễn Anh Tuấn sẽ được hưởng hai quả ném phạt. Bên phía các cầu thủ BAC Galaxy xin quyền hội ý. Trận đấu tiếp tục trở lại với phút hiệu thứ 8 của trận đấu hiệp đấu thứ 2. Tiếp tục pha ném 3 điểm của Hoàng Văn Hoan. Ngày hôm nay thì Hoàng Văn Hoan chưa có pha ném 3 điểm thành công nào. Hoàng Văn Hoan là một cầu thủ có tuổi đời khá lớn nhưng mà lực ném của anh rất tốt.
Rất đáng tiếc, một pha ném bóng 3 điểm, bóng đi lắc hai cánh rổ vẫn đi ra ngoài. Pha lên rổ tốt của Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh đã tận dụng sức trẻ cũng như là kỹ thuật của mình để có thể có một pha ghi 2 điểm cho Phan Phong. Nguyễn Xuân Ngọc tiếp tục được. Nguyễn Xuân Ngọc pha steal tốt của Đức Anh, bóng đập chân Xuân Ngọc đi hết đường biên. Câu lạc bộ Phan Phong được hưởng pha phát bóng lên. Một bạn có tên Facebook là Jenny Trang chúc câu lạc bộ Phan Phong cố lên. Xin thay mặt câu lạc bộ Phan Phong, em cảm ơn chị Trang. Tung ruồi Xuân Ngọc. Xuân Ngọc đã có pha lên rổ tốt. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 25-27. Vạn Xuân. Tiếp tục là Huỳnh Tấn Phát. Sushi 3-1. Tỷ số nó cân bằng 2-7 đều. Bóng vào sân. Vâng. Đến thời điểm hiện tại thì kết thúc hiệp đầu thứ hai, tỷ số là 27 đều. Xin mời các bạn nghỉ ít phút, sau đó chúng ta sẽ cùng đến với hiệp đầu thứ ba. Hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Kết thúc hiệp đầu thứ hai thì cả hai đội đã thi đấu rất cố gắng. Tỷ số hiện tại là 27 đều. Đang ném hả? Ném. Đây là cầu thủ, đây là người thường xuyên cổ vũ cho Dương Thất Tiệp. Đây là chàng trai thường xuyên cổ vũ cho Dương Thất Tiệp. Thầm thương trộm nhớ. Vâng. Trên mặt màn hình của chúng ta là photographer Nguyễn Mạnh Hữu. Nguyễn Mạnh Hữu cũng là một fan ruột của anh Dương Khắc Tiệp. Nguyễn Mạnh Hữu ở thời điểm hiện tại đã có một vợ một con.
mình lần vào đây 500k một nếp. Vì giá đi khách của mình hiện đó. Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với hiệp đấu thứ 3, trận đấu giữa câu lạc bộ Bayern Galaxy và câu lạc bộ Frankfurt thuộc khuôn khổ lượt về của giải bóng rổ lão tướng Hà Nội QTT Sport Pro năm 2020. Đến thời điểm của hiệp đấu thứ 3, tỷ số hiện tại đang là 27 đều. Cơ hội nghiêng về vẫn được chia đều cho hai đội. Bên phía tay phải màn hình của các bạn áo vàng quần vàng là các cầu thủ Bayern Galaxy. Ở bên phía trái của màn hình là quần đen áo đen là các cầu thủ Frankfurt. Nguyễn Khắc Bằng. Nguyễn Khắc Bằng có lẽ vừa có một pha mất tự tin trước vận động viên chuyên nghiệp Hoàng Văn Hoan. Anh Tuấn. Ngay tức là câu trả lời của anh Tuấn gỡ hòa 29 đều cho Frankfurt. Sushi. Cùng chờ đợi một pha ném bóng 3 điểm của Hoàng Văn Hoan đi. Thank you.
Sushi. Pha bù rổ tốt. Tỷ số lên 31-29 dành cho Bà F Galaxy. Ngay lập tức vẫn là một câu trả lời ngay tức khắc của các cầu thủ Phan Phóc. Tỷ số được gỡ hòa 31-31. Điểm tính xuất sắc dành cho Hoàng Văn Hoan. Không thấy. Hoàng Văn Hoan vẫn không thấy. Không kịp thấy. Anh luôn có những pha ném bóng 3 điểm xuất sắc. Tiếp tục là một pha ghi 2 điểm của Dư Khắc Tiệp. Từ đầu đến giờ Dư Khắc Tiệp vẫn thi đấu khá xuất sắc. Đúng vai trò của anh. Người luôn ghi một số điểm khá cao dành cho Phan Phong. Vâng, vừa rồi là có một pha phạm lỗi ngoài vạch 3 điểm của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, số 11 đen. Hoàng Văn Hoan, số 8 bên phía BF Galaxy được hưởng 3 quả ném phạt. Cùng với lúc đó thì bên phía BF Galaxy có sự thay đổi người. Cầu thủ số 14 vào sân thay cho Sushi. Hai pha ném phạt đầu tiên của Hoàng Văn Hoan đều đã thành công. Sau đây là pha ném phạt cuối cùng. Trọng tài xác định bóng từ tay của Dư Khắc Tiệp đi hết đường biên ngang. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ BF Galaxy. Hoàng Văn Hoan, Mai Anh Quân. Pha ghi điểm tốt của cầu thủ số 25. Bất ngờ đầu hiệp đầu thứ 3 thì các cầu thủ BF Galaxy đã liên tiếp có những pha ghi điểm, khoảng cách hiện tại là 5 điểm. Tiếp tục lại là một pha ghi 3 điểm của Hoàng Văn Hoan. Xin nhắc lại với các bạn, hiện tại Phan Phóc đang là câu lạc bộ dẫn đầu ở giải đấu với 3 chiến thắng và 1 trận thất bại. Nếu trận đấu này các cầu thủ Phan Phóc giành chiến thắng thì gần như họ sẽ chạm một tay vào chức vô địch. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ BF Galaxy đã dẫn trước 8 điểm. Các cầu thủ Phan Phóc phải cố gắng rất nhiều. Có rất nhiều cơ hội dành cho họ vì đây mới là phút thi đấu thứ 4 của hiệp đầu thứ 3. Không có pha nào bóng 3 điểm thành công của Việt Nam. Dư Khắc Tiệp không thể bỏ lỡ trong những pha, trong những cơ hội ngon ăn như vậy được. Chắc chắn là có 2 điểm. Vì vậy tỷ số đang là 35-41. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 6 điểm dành cho các cầu thủ Phan Phóc. Huỳnh Tấn Phát, 3 điểm tính cho Huỳnh Tấn Phát, không có lỗi của các cầu thủ BF Galaxy, nhưng có 3 điểm tính dành cho cầu thủ Phan Phóc. Pha ném bóng 3 điểm tốt của Huỳnh Tấn Phát. Một trong những lão tướng đang dẫn đầu trong cuộc đua lão tướng xuất sắc nhất của giải đấu tại fanpage của công ty TT Sport Pro. Hai điểm tiếp theo cho BF Galaxy. Khoảng cách hiện tại là 5 điểm, 43-38 nghiêng về BF Galaxy.
Anh Tuấn. Pha ném bóng tốt của anh Tuấn. Mai Anh Quân không có lỗi như trọng tài xác định, bóng xuống dành cho Phan Phóc. Một pha thi đấu khá chủ quan của Dư Khắc Tiệp, không có ai kèm nhưng anh vẫn chưa ghi điểm ở một khoảng cách rất gần. Thi đấu như đi chơi vậy. Anh thi đấu khá bình tĩnh và rất xuất sắc. Chúng ta có thể thấy là đấy chính là sự khác biệt giữa một vận động viên chuyên nghiệp và những vận động viên không chuyên của chúng ta. Tiếp tục là hai điểm tính cho Khắc Bằng. Có lẽ như các cầu thủ Phan Phóc sau những phút đầu còn chệch choạc đã sốc lại tinh thần và thi đấu xuất sắc. Một pha phối hợp không hiểu ý của các cầu thủ Bayern Galaxy. Hiện tại là 3-1. Khắc Bằng. Vâng, ngay lập tức thì các cầu thủ Bayern Galaxy đã xin quyền hội ý. Từ việc dẫn 8 điểm đến hiện tại thì các cầu thủ Bayern Galaxy đang thua 3 điểm. Tỷ số là 4-6, 4-3 nghiêng về Phan Phóc. Thùng rồi. Mai Anh Quân. Đức Anh. Phản công. Chuyền bóng cho Khắc Bằng không. Một pha thi đấu theo tôi nghĩ có phần khá cá nhân của Nguyễn Đức Anh. Nếu mà có một đường chuyền dài thì cho Khắc Bằng có lẽ pha bóng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Pha chuyển bóng chính xác của Dư Khắc Tiệp, bóng được chuyển lại cho Đức Anh. Pha lên rổ tốt của Đức Anh, tỷ số hiện tại là 48-43. Số 15 Ngọc Chọc có một pha đẩy người. Hai quả phạt thì cho Nguyễn Anh Tuấn. Pha
các ghi điểm tốt của Nguyễn Anh Tuấn. Tùng Duy, pha ghi điểm tốt của Tùng Duy. Xuống đáy của Khắc Bằng, một pha thi đấu khá xuất sắc của Nguyễn Khắc Bằng. Anh Bằng lọt xuống đáy, sau đó ngay lập tức thì Đức Anh đã phát hiện và có một pha chuyền bóng thẳng xuống đáy. Sau đó pha ghi hai điểm Nguyễn Khắc Bằng. Hoàng Văn Hoan, các cầu thủ Phan Phóc đang hạn chế, cố gắng để có thể hạn chế tối đa những pha ném bóng 3 điểm của Hoàng Văn Hoan. Tiếp tục là một pha ghi điểm tốt của Tùng Duy. Huỳnh Tấn Phát, Xuân Ngọc, vào sân, bóng còn 2 giây. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số đang là 51-47 nghiêng về câu lạc bộ Phan Phóc. Sau đấy ít phút chúng ta cũng đến với hiệp đấu thứ 4, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ 5 vòng 2 lượt về của giải bóng rổ Lão Tướng Hà Nội Quốc tế The Sport Pro năm 2020. Tình cảm những bài thế này. Vâng, thực ra là anh Nam bảo là hôm nay cái pha anh giúp công nước đổ thẳng dày em. Anh Nam bảo là em bảo trên truyền hình là anh hai vợ ba con rồi nên anh. Anh Nam lại cũng biết em bảo một vợ một con. Thế thì không bao giờ từ bây giờ nữa. Chạy đâu đổ máy. Không phải là lỗi của anh Nam. Máy của tao lên nhanh ba đi. Linh ơi, mình chơi đây nhau từ đây cả người. Em muốn phê đi chụp ảnh anh ạ. Không tí nữa Linh bốn vợ năm con đấy. Chào mừng quý vị và các bạn đến với hiệp đấu cuối cùng của trận đấu giữa câu lạc bộ Phan Phóc và câu lạc bộ 3F Galaxy. Vạn Sơn, 3 điểm tính cho Vạn Sơn. Vợ con của anh Xuân đang ở trên khán đài có lẽ sẽ rất vui mừng sau pha 3 điểm vừa rồi. Yêu ơi, Yêu ơi,
2 điểm tính cho Mai Anh Quân sau 2 pha ném phạt thành công. Một pha bờ lốc của Văn Hoàn tốt, anh đã bắt bài được pha móc rổ của Dư Khắc Tiệp. Tiếp tục là 3 điểm tính dành cho Hoàng Văn Hoàn. Hoàng Văn Hoàn thi đấu lúc nào cũng vậy, rất xuất sắc với những pha ném bóng 3 điểm của mình. Và thi đấu khá nỗ lực của Nguyễn Xuân Ngọc. Mai Anh Quân lập tức tỷ số được cân bằng 54-54 dành cho câu lạc bộ Bayern Galaxy. Từ đầu trận đấu đến giờ thì câu lạc bộ Phan Phoc luôn khởi đầu các hiệp đấu rất chậm chạp, sau đó đến tầm giữa và tầm cuối thì họ lại thi đấu rất hay và xuất sắc. Lên rổ tốt của Dư Khắc Tiệp sau pha phối hợp xuất sắc của Dư Khắc Tiệp với Nguyễn Đức Anh. Số 15 Ngọc Trọc có pha đánh tay đối với Nguyễn Đức Anh. Tiếp tục là sự thay đổi người đến từ câu lạc bộ Bayern Galaxy. Người vào sân là Sushi và Tùng Duôi. Vâng, chắc chắn là lỗi rồi. Dư Khắc Tiệp đã nhảy lên ném phạt và các cầu thủ Sushi đã có một pha steal không tốt. Tiếp tục là hai pha ném phạt dành cho Dư Khắc Tiệp. Chưa. Đấy, cái chụp đi. Tiếp tục là Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Anh Tuấn, pha dí dỏ tốt của Nguyễn Anh Tuấn. Đúng như tôi nói thì cứ phải đến giữa hiệp đầu cũng như là cuối hiệp đấu thì các cầu thủ Phan Phoc mới thi đấu một cái thăng hoa. Mai Anh Quân chuyển bóng tốt cho Tùng Duồi. Tùng Duồi cầu lỗi tốt. Số 11 Nguyễn Anh Tuấn đã có pha phạm lỗi. Tùng Duồi sẽ được hưởng 2 quả ném phạt. Hiện tại là photo được Nguyễn Mạnh Hữu độc thân. Chưa bỡ rồi. Quá tuyệt vời. Đúng như tôi nói với các bạn thì anh Tùng Duồi là một trong những vận động viên ném phạt tốt nhất giải đấu của chúng ta. Ở trên sân của chúng ta, trọng tài Thái Việt Hưng cũng là một trong những người ném phạt rất tốt. Trong 4 năm học đại học của tôi thì tôi chưa thấy thầy Hưng ném phạt trượt bao giờ. Ngay sau đó là pha ghi điểm tốt của Nguyễn Khắc Bằng. Đây là thời điểm rất quan trọng của cả hai đội bóng. Đội bóng Lào bứt lên ở trong thời điểm hiện tại rất dễ sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Đến thời điểm hiện tại, phút thi đấu thứ 4 của hiệp đấu thứ 4, cả hai đội đã phạm hai lỗi đồng đội. Tỷ số là 60-56 nghiêng về các cầu thủ Phan Phoc, các cầu thủ quần đen áo đen.
Tiếp tục là Tùng Duy. Hai điểm tính cho anh Tùng. Khoảng cách hiện tại chỉ còn là 2 điểm, tỷ số là 58-60. Từ đầu giải đấu đến giờ thì chúng ta chưa được chứng kiến trận đấu nào đi vào hiệp phụ. Các cầu thủ bên phía Phan Phoc có sự thay đổi người. Người vào sân là số 9 Nguyễn Khắc Bằng. Vũ Viết Vạn Xuân ra sân. Vạn Xuân không được thi đấu nhiều trong màu áo của câu lạc bộ Phan Phoc, nhưng mỗi trận vào sân anh đều có riêng cho mình một pha ghi ném 3 điểm thành công. Sushi. Chưa có điểm dành cho Sushi. Bóng với tay Dư Khắc Tiệp. Anh Tuấn, 2 điểm tính dành cho các cầu thủ Phan Phoc. Số là 62-58. Ở thời điểm hiện tại thì là một thời điểm rất nhạy cảm. Các câu lạc bộ cần chắc chiu hơn ở những pha ghi điểm của mình để có thể giành được chiến thắng chung cuộc. Số 28 Sushi bên phía đội bóng áo vàng có một pha đánh tay. Bóng chuyển quyền kiểm soát cho các cầu thủ Phan Phoc. Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Anh Tuấn. Tiếp tục là Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Khắc Bằng. Huỳnh Tấn Phát. Sau đó xác định các cầu thủ BFC Galaxy đã có một pha phạm lỗi. Lỗi là Nguyễn Xuân Ngọc. Cầu thủ Ngọc Trọc phạm lỗi. Các cầu thủ BFC Galaxy đã phạm 4 lỗi đồng đội. Xin lỗi các bạn. Đến thời điểm hiện tại các cầu thủ BFC Galaxy đã phạm quá 4 lỗi đồng đội. Lỗi đồng đội thứ 5. Pha ném phạt không tốt lắm của Nguyễn Khắc Bằng. Sau đó may mắn vẫn đến với các cầu thủ Phan Phoc. Một pha làm phép của Hoàng Văn Hoan. Một pha làm phép không thành công của Hoàng Văn Hoan. Tiếp theo đó vẫn là pha ném bóng tốt của Nguyễn Khắc Bằng. Nắm lấy tay anh của Tuấn Hưng. Nhưng rất tiếc, vẫn có điểm. Không có pha end one cho Tùng Duy. Người phạm lỗi là số 12 Huỳnh Tấn Phát. Sau đây thì số 12 ở bên phía áo vàng là anh Tùng Duy sẽ được hưởng hai quả ném phạt.
Dư Khắc Tiệp. Tiếp tục là hai điểm tình cho Dư Khắc Tiệp. Có lẽ trận đấu này MVP không ai khác chính là Dư Khắc Tiệp. Vâng, ngay lập tức thì bạn Tố Hữu, từ đầu trận đấu đến giờ thì bây giờ Tố Hữu mới có những lời chúc dành cho idol của mình là anh Dư Khắc Tiệp. Forever Love, một tình yêu mãi mãi. Tiếp theo là hai điểm tính của cầu thủ Phan Phong. Bình Tấn Phát. Hai điểm tính tiếp theo cho Dư Khắc Tiệp. Liên tiếp là những bông hoa điểm số của Dư Khắc Tiệp gửi tới những fan hâm mộ ruột của mình. Có vẻ như lời chúc của tôi lại có tác dụng các bạn ơi. Có lẽ lời chúc của Tố Hữu luôn dành tới những phấn khích cực lớn dành cho anh Dư Khắc Tiệp. Mỗi một khi Tố Hữu có những lời chúc của mình thì ngay lập tức trên sân đấu gần như cảm nhận được lời chúc đó, thì Dư Khắc Tiệp luôn luôn ghi rất 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 nhiều bông hoa để dành tặng các cổ động viên. Huỳnh Tấn Phát. Đức Anh. Ba điểm tính dành cho Nguyễn Đức Anh. Đức Anh Cù đã xuất sắc nâng tỷ số lên 73-62, khoảng cách hiện giờ đang là 11 điểm. Đúng như tôi đã dự đoán thì ở thời điểm giữa và cuối của mỗi hiệp đấu thì các cầu thủ Phan Phong luôn thi đấu thăng hoa. Tiếp tục là Nguyễn Đức Anh. Ở bên phía ngoài sân thì tôi đang thấy Tuấn Anh và Vạn Xuân đang khởi động. Có lẽ Nguyễn Khắc Bằng và anh Tuấn sẽ chuẩn bị ra sân. Một pha steal tốt của Tùng Duồi. Trọng tài xác định cầu thủ số 5 Việt Nam đã có bóng chân ngoài. Trái với sự dự đoán của tôi thì cầu thủ ra sân lúc này là chưa biết. Vì cùng lúc đó thì các cầu thủ Phan Phong đã xin quyền hội ý. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ CBC Bull và câu lạc bộ ABC. Và sau hôm nay, ngày mai sẽ là hai trận đấu bế mạc của giải đấu bóng rổ Lao Tướng Hà Nội Cup TT Sport Pro năm 2020. Sau đó sẽ là chương trình gala dinner cũng như là trao giải và chụp ảnh lưu niệm của chúng tôi. Xin mời các bạn hãy đến nhà thi đấu của Đại học Sư phạm ngày mai để có thể dự gala dinner trao giải của chúng tôi. Đến với chương trình gala dinner ngày mai sẽ có sự xuất hiện của nam ca sĩ Tuấn Lỳ, một ca sĩ mới trong làng giải trí của chúng ta. Chiến thắng tại trận đấu này thì câu lạc bộ Phan Phong gần như đã chạm một tay vào trung đình. Và thi đấu khá là chủ quan và cầu thả của Vạn Xuân. Liên tiếp là những pha highlight mất bóng của anh Xuân. Đây có thể chính là lý do mà tôi hiểu vì sao mà Vạn Xuân luôn được thi đấu rất ít trong màu áo của câu lạc bộ Phan Phong. Chính xác là Vạn Xuân.
Dương Khắc Tiệp. Chín giây. Huỳnh Tấn Phát. Một pha phạm lỗi ngoài vạch 3 điểm của Vạn Xuân. Ba phạt dành cho Hoàng Văn Hoan. Quả ném phạt thứ nhất thành công. Sau 3 pha ném phạt, bóng vào sân, thời gian thi đấu chỉ còn là 4 giây. Đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn các cầu thủ của câu lạc bộ Phan Phoc sẽ giành chiến thắng. Kết thúc trận đấu, tỷ số là 75-66 nghiêng về câu lạc bộ Phan Phoc. Xin chào quý vị và các bạn, trong ít phút, sau đấy ít phút thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa câu lạc bộ ABC và CBC Bull. Tôi biết là tôi không nghe.